Cậu ba, cậu ba, cậu ba. Cậu muội, cậu xí muội cho này nè. Anh em. Ờ gì vậy? Gì hết hồn vậy? Nè, cho này nè, món ăn ngon. Snack mì tôm. Snack mì tôm hả? Đúng rồi, snack mì tôm. Snack luôn, dữ. Thôi ra thử coi. Ngon lắm luôn á. Quá. Hết hồn tiếp chiêu. Tại nó giống như y cái gói mì tôm nha. Thì rồi mì tôm với gì nữa, đã nói cái sò nách mì tôm mà cắn cái rồi ngon không? Đậu hàng, đậu hàng. Cướp. Ngon nha, ngon. Mùi đang cướp sò nách mì tôm. Ngon ghê á. Ngon không? Có tẩm gia vị vừa ăn luôn ha. Cái này có thể nấu được luôn á. Này chế nước vô thành mì nấu rồi nước nấu ăn ngon. Thơm gà nè, cái này nó thơm gà không? Gà hả? Thơm gà. Ừ. Hả thiệt. Rồi. Cho capybara ăn với kìa. Capybara ăn với. Chạy 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 mày ơi, chạy mày ơi.